Xin chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Happy birthday. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Quý vị và các bạn thân mến, không khí mùa xuân đang tràn về khắp mọi nơi, tràn về trên từng góc phố, từng con đường, từng ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Và không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tăng thêm một tuổi nữa. Mặc dù còn một thời gian gần một tháng nữa mới tới Tết cổ truyền của chúng ta, nhưng ngay bây giờ tất cả chúng ta có thể nói với nhau rằng chúc mừng năm mới. Và hôm nay chương trình chúc mừng sinh nhật sẽ làm sinh nhật cho ba người chơi trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem ba người đó là ai. Xin mời tất cả chúng ta hướng về màn hình, chắp tay xin khấn nguyện rằng mai sau khôn lớn trở thành diễn viên, lúc thì vua chúa hiền tài, lúc thì là gã thư sinh đa tình. Xin chúc mừng sinh nhật Hoa Hết. Con nhỏ mặc áo khoe rúng, lớn lên thích đèo cây sung, bây giờ mặc áo màu lung tung. Xin chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thanh Tùng. Đang ngồi suy nghĩ về ai, mặt nhăn mày nhíu tương tư cô nàng, tuổi anh giờ đã tứ tuần, tóc tai thẳng nếp, áo quần bảnh bao. Xin chúc mừng sinh nhật Mai Dũng. Chúng ta vừa xem ba người chơi tự giới thiệu về mình, và bây giờ chúng ta sẽ gặp họ và giao lưu trực tiếp với họ. Xin chào bạn Hòa Hiệp. Xin chào anh Quyền Linh. Một anh chàng diễn viên rất là điển trai, trong giới nói bạn là một người diễn viên rất đẹp trai, rất đa tài. Không biết có cộng thêm là đa tình không bạn? Cảm ơn anh Linh, nhưng mà em không biết là em có đa tình hay không. Mà sao quen cô nào cô nấy cũng đều bỏ rơi em hết trơn. Những ngày Tết Tây thì thường bạn dẫn bạn gái bạn đi chơi đâu? Những thường ngày sinh nhật của em cũng là ngày Tết Tây thì em dẫn bạn gái em. Và cái bạn gái em á, em quen mấy năm trời rồi. Mấy năm rồi? Mấy năm rồi, nhưng mà em dẫn duy nhất đến một chỗ. Quen lâu lắm rồi. Dạ. Mà dẫn duy nhất đến một chỗ. Đúng. Bạn bật mí giùm quỳ lên cái chỗ đó coi, chỗ đó chắc hay lắm hả? Đúng rồi, rất thú vị. Chỗ nào vậy bạn? Sân khấu. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm nay bạn đến chương trình chúc mừng sinh nhật này với những ai? Hôm nay thì chỉ đến một mình thôi, và hy vọng rằng là năm nay là năm sinh nhật Hòa Hiệp, nghĩ là rất là vui. Bởi vì mỗi năm thì Hòa Hiệp sinh nhật Hòa Hiệp thì chỉ 50 người hoặc là 100 người, nhưng mà năm nay thì Hiệp nghĩ là chắc là mấy triệu người. Mấy triệu người xem. Bởi vì lý do đó mà bạn yên tâm, mặc dù bạn đến có một mình nhưng rất nhiều khán giả đang cổ động cho bạn. Xin mời. Chúc bạn thật nhiều may mắn và hy vọng 50 triệu đồng sẽ thuộc về bạn. Rùng quá, rùng quá. Được 50 triệu bạn rồi. Hãy chờ đấy. Xin chào anh Nguyễn Thanh Tùng. Chào anh. Thanh Tùng, trùng tên với nhạc sĩ Thanh Tùng. Anh có biết nhạc sĩ Thanh Tùng không ạ? Nhạc sĩ Thanh Tùng có những bài hát rất hay. Trong đơn xin tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật, anh có nói rằng là anh mê bóng đá nè, mê xem phim hài nè, mê kể chuyện vui nè. Vậy anh đã từng xem phim hài nào? Nghệ sĩ hài của anh là Mr. Bean. Mr. Bean. Anh đã xem rất nhiều phim của Mr. Bean. Anh có thể diễn một đoạn về Mr. Bean không? Cái gương mặt của Mr. Bean thì gương mặt của tôi không thể nào diễn giống như Mr. Không Bean. Thể nào diễn được. À, bây giờ Quỳnh Linh cho anh một tình huống. Coi như là anh là Mr. Bean đi. Tình huống là gì? Đêm qua anh trằn trọc, anh ngủ không được, anh mong rằng sáng sẽ đến để đến đây chơi chương trình chúc mừng sinh nhật. Và bây giờ anh đã toại nguyện và giá trị tiền thưởng 50 triệu đồng đã thuộc về anh. Anh Linh sẽ tuyên bố xong anh sẽ diễn như Mr. Bean nha. À. Giá trị tiền thưởng 50 triệu đồng thuộc về anh Nguyễn Thanh Tùng. Xỉu rồi, làm sao mà diễn được. Trời ơi. Ai không có diễn được. 50 triệu đồng xỉu rồi. Hôm nay anh đến đây với những ai? Đến với vợ và con. Vợ và con anh Thanh Tùng. Xin chúc anh nhiều may mắn. Xin chào anh diễn viên Mai Dũng. Xin chào Quyền Linh. Đã lâu không gặp lại anh. Lâu hôm nay có vẻ anh phát tướng hơn à. Ừ, hình như là chắc là năm mới, là cái gì cũng phải mới hết. Năm mới gì cũng mới. Cái dáng cũng mới luôn. Còn đâu khoảng tháng nữa mình tới Tết rồi đúng không anh? Đúng rồi, theo nhân dịp năm mới này, Mai Dũng có gì hơn xin chúc quý vị khán giả trong năm mới có nhiều niềm vui phơi phới, và luôn đi xe đời mới, có nhà mới và tiền luôn đưa tới. À,
tất cả mọi điều đều mới hết. Mới hết. Anh thấy hình như là không được vui lắm, hình như anh gượng sượng hay sao đúng không? Không phải, tại vì mỗi lần diễn thì nó rất là đơn giản à. Có nghĩa là những tuồng trích mình đã tập luyện hết rồi và mình diễn nó quen như thế rồi. Còn mỗi lần đi chơi một cái game nào đó thì mình đắn đo lo lắng dữ lắm, cả đêm qua đâu có đâu có ngủ được đâu, bởi vì nhất là cái game này rất là khó. Khó là khó gì anh? Đón tuổi á à. Mình là một người năm cũ đón tuổi dở lắm luôn. Chúc anh thật nhiều may mắn và hôm nay đến phim trường với ai? À, mình nghĩ là mình là diễn viên nên có thể là mình đến một mình, nhưng mà có rất nhiều khán giả ủng hộ cho rất mình. Nhiều khán giả ủng hộ cho Mai Dũng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì 3 thí sinh là một việc rất đơn giản, nó trả lời 3 câu hỏi của chương trình dưới dạng video clip hoặc hình ảnh của các vị khách mời cũng như những người có ảnh hưởng lớn đối với tất cả chúng ta. Và khi trả lời đúng thì mỗi thí sinh sẽ được âm 5 điểm. Và sau khi kết thúc chương trình, thí sinh nào có số điểm âm càng thấp thì thí sinh đó có cơ hội nhận giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm. Xin mời chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Xin chào quý vị khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật. Các bạn ơi, các bạn thấy Quỳnh Anh đeo cái dây này có dễ thương không? Nhưng mà còn một cái dễ thương hơn cái này nhiều. Các bạn chờ Quỳnh Anh chút xíu nha. Đen 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 đen. Đố các bạn chứ trong tấm hình hồi nhỏ này của Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh được bao nhiêu tuổi? Đó là diễn viên trẻ Quỳnh Anh. Vừa rồi cô đã chứng minh tài nghệ diễn xuất của mình qua các bộ phim như là Sóng Gió Cuộc Đời và gần đây nhất là phim Tình Án của hãng phim TSS. Và đây là một diễn viên trẻ. Hôm nay ba thí sinh sẽ đoán xem diễn viên Quỳnh Anh bao nhiêu tuổi. Lúc này xin mời lúc còn nhỏ nha, Hòa Hiệp, Thanh Tùng và anh Mai Dũng đoán xem trong hình ảnh Quỳnh Anh bao nhiêu tuổi. 4 tuổi. À, có thể hỏi ý kiến khán giả. Mai Dũng thì sao anh ngồi im ru vậy? 5 tuổi. Ba người đều 5 tuổi hết. Để xem diễn viên trẻ Quỳnh Anh là bao nhiêu tuổi. Em bé này dễ thương quá à. Các bạn ơi, trong tấm hình này Quỳnh Anh 5 tuổi. Xin chúc mừng cả ba thí sinh. Rất chính xác. Có nghĩa là mỗi người sẽ được âm thêm 5 điểm nữa. Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Xin mời. Ca sĩ trẻ Thủy Tiên được khán giả biết đến với những tình khúc lãng mạn. Ca khúc mà cô đã thể hiện rất thành công là ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng của nhạc sĩ Quốc Bảo trong phim Tuyết Nhiệt Đới. Xin hỏi ca sĩ trẻ Thủy Tiên năm nay bao nhiêu tuổi? Ca sĩ trẻ Thủy Tiên rất quen thuộc của chúng ta, hàng ngày trên màn ảnh nhỏ. Xin mời ba thí sinh, anh Hòa Hiệp nghĩ thế nào? Bao nhiêu vậy các bạn? Bao nhiêu à? Bao nhiêu? Em nghĩ là Thủy Tiên 23 tuổi. 23? Tại sao là như vậy? Bởi vì bữa hổm mới vừa đi chụp hình với Thủy Tiên. À, Hòa Hiệp có chụp hình Thủy Tiên. Vậy là coi chừng chắc chắn rồi. Anh Thanh Tùng 22, Hòa Hiệp 23 và Mai Dũng 23. Theo khán giả thì hai mấy? 24, 25. Bên kia bao nhiêu? 22. Mỗi người một ý kiến khác nhau. Chúng ta sẽ xem Thủy Tiên bao nhiêu tuổi. Xin mời. 23. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi này để xem cuối cùng ai sẽ là người có số điểm âm thấp nhất. Câu hỏi số 3 bắt đầu. Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hơn ở đón xuân về. Chắc có lẽ là quý vị khán giả nghe con nó hát gì rồi, là bài gì rồi. Nhưng mà bài hát gì thì không quan trọng. Cái quan trọng nhất là đố quý vị khán giả đoán thử Trọng Nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi. Trọng Nghĩa, một nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng, và với giọng hát ngọt ngào, điêu luyện của anh đã làm say mê biết bao nhiêu trái tim. Mỗi lần anh xuống câu vọng cổ là người ta nghiêng ngửa về câu vọng cổ đó. Để xem những người bạn của anh Trọng Nghĩa rất quen thuộc, anh Mai Dũng, Hòa Hiệp cũng là những người bạn gặp Trọng Nghĩa hàng ngày, xem bây giờ chúng ta đoán Trọng Nghĩa bao nhiêu.
Bao nhiêu? 37. 37 tuổi. 35. À bây giờ Mai Dũng sẽ là người đoán số tuổi của Trọng Nghĩa trước. Đoán Trọng Nghĩa 39 tuổi. 39. Rồi bây giờ tới Hòa Hiệp. 38. Anh Thanh Tùng 37. 37. 37, 38, 39. Và bây giờ sẽ là đáp án chính xác do chính nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Xin mời. Nghĩa cũng xin bật mí cho quý vị khán giả biết là Trọng Nghĩa tuổi con ngựa năm nay 42 tuổi. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Mai Dũng là người có số điểm âm thấp nhất. Chúc mừng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và ở vòng 2 này cũng như ở vòng 1, chúng ta sẽ tiếp tục đoán tuổi của các vị khách mời và những người nổi tiếng. Đặc biệt ở vòng 2 này, nếu như thí sinh đoán chính xác số tuổi của khách mời chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Ở vòng 2 này thì sẽ có 2 câu hỏi. Và sau khi kết thúc vòng 2 sẽ chia tay với 2 thí sinh nào có số điểm dương cao và đón chào một người có số điểm âm thấp nhất đến với vòng đặc biệt. Cẩn thận, tập trung hết sức mình. Chúng ta hướng về màn hình. Câu hỏi số 1 ở vòng 2 bắt đầu. Tên tuổi của anh được gắn liền với các chương trình ca nhạc có quy mô lớn do anh làm đạo diễn dàn dựng. Một trong số đó là chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Đây là gia đình hạnh phúc của Quỳnh Phúc Điền. Xin hỏi tổng số tuổi của gia đình anh là bao nhiêu? Quỳnh Phúc Điền, anh xuất thân từ trường nghệ thuật sân khấu 2, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh và đạo diễn các chương trình ca múa nhạc. Và hiện nay anh cũng là một đạo diễn có tên tuổi với chúng ta. Chúng ta sẽ tham vấn ý kiến của khán giả. Khán giả sẽ cho ý kiến là bao nhiêu tuổi ạ? Quý vị theo quý vị đó thì khoảng bao nhiêu tuổi ạ? 100. 100. 100. 107. Mai Dũng 93, Hòa Hiệp 95 và anh Thanh Tùng 84. Rất căng thẳng. Chúng ta hết sức chú ý nhìn về màn hình. Và đây là số tuổi của cả gia đình đạo diễn Quỳnh Phúc Điền. Đây là cơ hội cuối cùng của ba thí sinh. Câu hỏi số 2 bắt đầu. Bụng uống mới ghê nhá. Chào quý vị khán giả, đây là quý nương của mình đó mà. Thấy hiền hiền vậy chứ học giỏi. Quẹt số 1 đó. Nhờ quý vị đón xem tổng số tuổi của hai cha con là bao nhiêu. Diễn viên Hữu Thạch có cái tên rất là quen thuộc với tất cả những người hâm mộ, đó là Tư Ếch. Tên rất nông dân, rất giản dị, rất chất phác. Nhưng gặp Tư Ếch một lần thì chắc chắn ta sẽ có cảm tình với anh ngay. Khán giả chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời giúp cho thí sinh ạ. Tư Ếch năm nay nhiêu tuổi anh? 45, 42, 47, 50. Xin mời anh Thanh Tùng. Anh đã gặp diễn viên Hữu Thạch này trên TV lần nào chưa? À, chưa. À chưa gặp. 40 mấy, 43. Mai Dũng hình như là cũng đi diễn chung với Hữu Thạch. Diễn chung đâu mà giờ đoán không ra. 41, Hòa Hiệp. 39. Xin mời tất cả chúng ta hướng về màn hình. Hiện tại thì mặt nhăn nheo và già, nhưng lúc chụp tấm hình này hai cha con gộp lại có 35 tuổi. 35 tuổi. Không ai đoán chính xác cả. Giờ phút quan trọng là đến với chúng ta. Ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây? Xin chúc mừng anh Hòa Hiệp. Chúc mừng anh. Anh làm gì ngạc nhiên quá vậy? Vô vòng đặc biệt thiệt hả? Không tin đâu. Đừng có chọc em. Anh Hòa Hiệp. Ra về. Không có ra về. Anh vẫn đứng đây. Và anh sẽ nhận số tiền thưởng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Không biết bao nhiêu. Xin mời anh. Xin chúc mừng anh Thanh Tùng. Chào luôn. Anh hiện giờ thấy tinh thần mình thế nào? Rất vui. Rất vui. Và anh sẽ chia tay với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Xin mời anh. Anh Mai Dũng, anh cũng sẽ là người chia tay với Chúc Mừng Sinh Nhật. Và anh sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là bao nhiêu? Mình không biết nữa. Mình không biết. Xin chúc mừng anh Mai Dũng. À,
Xin chào Quyền Linh. À, tôi không biết giải thưởng sẽ được là bao nhiêu, nhưng ít nhất thì tôi sẽ gửi cho chùa nghệ sĩ 1 triệu đồng. À, anh sẽ tặng chùa nghệ sĩ 1 triệu đồng. Vậy thì Quỳnh Linh sẽ nói với anh rằng anh sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Và chương trình sẽ chuyển 1 triệu đồng đến chùa nghệ sĩ. Và người nhận được giải thưởng 50 triệu đồng đó chính là anh Hòa Hiệp sẽ nhường cho anh Thanh Tùng. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Và Hòa Hiệp sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Xin chúc mừng sinh nhật của tất cả những người nào có sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Yeah. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng cho anh Nguyễn Thanh Tùng đến từ Bình Thạnh đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Và bây giờ vòng quay thứ nhất, nếu như anh quay vào đúng con số 3 hoặc số 7, anh sẽ nhận ngay giá trị tiền thưởng là 1 triệu đồng. Xin mời anh, chúng ta sẽ quay vòng quay thứ nhất. Mong rằng ở vòng quay thứ nhất này, anh Nguyễn Thanh Tùng đến từ Bình Thạnh sẽ nhận được 1 triệu đồng phần thưởng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Số 3, quà luôn rồi. Số 2, số 2 là số đầu tiên ở vòng quay đầu tiên của anh. Mặc dù không nhận được giải thưởng 1 triệu đồng, nhưng anh vẫn tiếp tục quay 2 vòng còn lại. Xin mời anh, vòng quay thứ 2. Ở vòng quay thứ hai này, nếu như anh quay trúng vào số 3 hoặc số 7, anh vẫn nhận được số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Chiếc kim trên bánh sinh nhật này sẽ dừng lại số 3 hay số 7? Vâng. Số 3 qua rồi. Qua luôn rồi. Vẫn còn cơ hội. Bánh sinh nhật vẫn quay. Bánh sinh nhật vẫn quay và biết đâu nó dừng lại con số 7. Không đến rồi. Có lẽ rằng may mắn sẽ dừng ở lại lần quay thứ 3. Lần nhất anh quay số 2, lần thứ hai anh quay số 13 là 15. 15. Anh còn lại là số 22. 22 thì trên vòng quay chúng tôi không có số 22. Chương trình sẽ tặng cho anh 2 ô bảng may mắn tương tự với số 22. Đây là những thẻ may mắn của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Nếu như không chọn vòng quay để anh nhận giá trị thưởng là 50 triệu đồng thì anh sẽ chọn hình thức là khui quà. Vẫn có 3 hộp quà trên kia trên chiếc bánh sinh nhật rất dễ thương của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Anh sẽ khui bất kỳ một hộp quà nào và giá trị tiền thưởng sẽ nằm ở mỗi hộp quà khác nhau. Một giá trị là 1 triệu đồng, một giá trị là những tràng pháo tay để chúc mừng sinh nhật của anh, một giá trị là 10 triệu đồng. Và bây giờ anh sẽ chọn hình thức nào, quay tiếp hay là chọn hộp quà? Thôi để tôi chọn quà đi. Sao à? Chọn quà. Chọn quà. Vâng, chọn quà. Bên kia vợ có đồng ý không? À, chọn quà. Anh sẽ chọn hộp quà nào? Ai cũng màu đỏ hết. À, ai cũng màu đỏ. Thôi tôi chọn màu xanh đi. Màu xanh. Anh chọn hộp này. Vâng. Chúng ta sẽ mở hộp quà mà khán giả đã chọn. Hộp quà màu đỏ. May mắn cho anh. Một tràng pháo tay của khán giả nằm đây rồi. Thì giá trị tiền thưởng 1 triệu đồng và 10 triệu đồng.